Started. I am gay. Hôm nay chị Ngọc Lan không đi chơi với chị hả? Vậy chủ gì đem lấy cho? Như cũ đi. Dạ. Chiếu trống hả? Pháo trung. Ê, sao lúc này tôi đánh thua cậu hoài vậy? Thì anh thắng chuyện khác. Cuộc đời mà, đâu phải chỗ nào cũng thắng được. Thôi làm lại ván mới hả? Ok, nếu mà tôi thua một ván nữa là coi như tôi hết thời rồi. Thì tôi vừa nói, đời có lúc này lúc khác. Chẳng phải ngày xưa tôi thua anh hoài đó sao? Chị Hiền Chi, chị Ngọc Lan sao nãy giờ chưa tới vậy? Hôm nay ba mẹ chồng Ngọc Lan lên. Thành ra chắc là ở nhà bận chút công việc. Chờ tí đi, nó sắp tới rồi. Còn chị, có ai tới không mà bữa nay em thấy chị có vẻ bực bực vậy? Bực lúc nào chị chẳng bực. Không ai chơi thì buồn. Mà nè, chị buồn mà mày chẳng hỏi han chị gì hết là sao? Anh của em nói rồi, đừng bao giờ hỏi người khác cái chuyện mà mình biết chắc rằng họ sẽ không bao giờ trả lời thật. Anh của em có vẻ dày dặn và từng trải kinh nghiệm dữ. Chị Ngọc Lan, chị ngồi đây nè. Chị uống gì em gọi luôn. Cho chị ly chanh nóng. Em ơi. Dạ. Cho ly chanh nóng. Dạ, có liền. Đường kẹt xe quá chừng luôn à. Ủa mà cậu làm gì ở đây? Em tới đây là để xin lỗi chị về mong anh của em đó. Chị đừng có giận anh của em nha. Ai anh? Anh nào? Anh nào? Dương Thái đây là em trai của cái gã thám tử mà lần trước đã đi theo mình lên Pleiku, mà mình đã từng kể với bồ đó. Anh ta tên là Dương Thịnh. Đúng rồi chị, em Dương Thái, ảnh Dương Thịnh. Dương Thịnh, Dương Thịnh, nghe quen quen. À, nhớ ra thằng cha bồ kể rồi. Mà nè, anh cậu làm gì mà Ngọc Lan giận hả? Thì chuyện cá ngựa hôm bữa đó, anh của em tới nhà chị Ngọc Lan để đòi lại cái quần. Cái gì? Anh cậu đến nhà Ngọc Lan đòi lại cái quần jean mốt từ thời Napoleon. Nè nè nè, đàn ông bây giờ mà như vậy hả, là tôi cho thẳng vô thùng rác luôn nghe chưa. Chị nói kỳ cục quá. Anh của em tới chỉ để đòi lại cái quần thôi chứ bộ. Mặc dù cái quần không có giá trị đâu, nhưng mà đó là kỷ niệm của anh em tặng cho em mà. Cái gì? Chỉ vì cái quần anh cậu tặng làm kỷ niệm mà cậu dám mét hả? Đi đòi nữa. Chị thử hình dung đi. Hai anh em ở chung một nhà, tự dưng á hả, nửa đêm thằng em về nhà mặc cái váy dài đụng đất, nghĩ sao không hỏi chuyện chứ. Em phân trần quá trời mà anh của em đâu có chịu nghe đâu. Chị biết không, anh của em á là người siêu ương ngạnh đó. Dạ mời chị. Siêu ương ngạnh cho nên cậu mét chứ gì. Nè nè nè, cái vụ án này mà sao bồ không kể với mình ta? Thứ nhất là mình thấy chuyện này không có gì đáng để kể hết. Thứ hai, cái vụ án của ông bà cụ Quốc An đủ là mình phát điên lên rồi. Ủa chị, sao chị nói không có gì đáng kể vậy? Anh của em thì ngược lại nha. Anh cứ kể cứ nhắc chị hoài à. Anh nói anh có duyên có vớt gì với chị đó. Hai người đụng nhau rồi cãi hoài à. Cái vụ này lớn rồi nha. Một người đàn ông từng trải theo chân một người phụ nữ trên xe, và suốt ngày cứ nhắc tên người đó. Yêu rồi. Mà nè Dương Thái, anh của cậu có đẹp trai như cậu không? Sao chị dục từ như?
phải dùng từ hơn chứ. Đẹp trai hơn. Ừ. Nè, ngày mai cậu hẹn anh trai cậu đi uống cà phê riêng với tôi nha. Cần chi ngày mai, tí tới liền bây giờ. Tớ xin lỗi chị Ngọc Lan nè. Sao cậu nói là mời hai chị đi uống cà phê nói chuyện vui vẻ, tự nhiên lòi ra cái lý do đến gặp Ngọc Lan. Nè, cảnh cáo nha, chồng tôi đi công tác nước ngoài cả tháng mới về, chưa kịp sơ muối gì hết tôi lao vội lao vàng ra đây. Đúng là anh của cậu cáo già. Thì đúng là anh em muốn mời chị Ngọc Lan thiệt, nhưng mà anh biết chắc là ảnh mời chắc chắn chị sẽ không đi, nên em mới giờ chị kéo chị Ngọc Lan tới đây chứ bộ. À, hóa ra coi tôi là cây cầu phải không? Thảo nào, tự nhiên cái sốt xa sốt sắng, anh em cậu đúng là đồ ma giáo, lừa đảo tôi, để tôi mất công chạy ra đây với Ngọc Lan. Đó, vậy mà hồi nãy ai gọi điện nhắn tin cho mình, nói là ra gấp gấp có chuyện quan trọng, làm cho mình chạy hấp tấp, chạy sấp chạy ngửa, đã vậy còn phải nói dối ba mẹ của Quốc An nữa. Thôi, coi như mình ra đây để ngắm trai đẹp là được rồi. Chị Hiền Chi vui tính thiệt. Dĩ nhiên, chị Hiền Chi của cậu ở đâu hả? Là linh hồn của cuộc vui ở đấy. Chết cha. Chuyện gì vậy? Anh Dương Thịnh bị tai nạn. Cái gì? Anh Dương Thịnh bị tai nạn? Hồi nào? Ở đâu? Anh có bị làm sao không? Hả? Em cũng không biết nữa. Anh nói là anh bị tai nạn, không tới đây được. Cậu có phải là con người không vậy? Anh em ruột cái gì mà kỳ cục vậy? Anh bị tai nạn mà ngồi tỉnh bơ như vậy đó hả? Chuyện này lớn nè. Anh ruột của Dương Thái đâu phải người yêu của bồ đâu mà bồ quýnh quán lên vậy. Sốt ruột ra mặt luôn đó. Có một tí gì ở đây nha. Thôi mệt mấy người quá đi. Mình đi về đây. Mất thì giờ. Mà thôi, chị cũng cục hứng rồi ha. Chị Ngọc Lan, sao tự nhiên chị sớm vậy? Thôi, hết hứng rồi, ở đây đi. Sao tự nhiên hai người bỏ em? Nha. Chị về với chồng già của chị phát tiền, phát lương đây. Sao tự nhiên bỏ tôi đi hết vậy trời? Ê, phục vụ, tính tiền. Quán tử đại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ quần giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi. Gì vậy? Quốc An, tại sao anh mang dép của tôi? Vừa phải thôi nghe, dép cô ơi mà mang. Sao cô cứ thích kiếm chuyện quá vậy? Anh nhìn đi. Vậy chứ cái này là cái gì? Cô nhỏ nhỏ chút xíu giùm tôi đi. Ba mẹ ở phần bên mà mẹ nghe hay sao? Vậy cô cũng dữ dằn. Anh Giao cô chọc cô thôi. Anh Giao? Anh Giao vô trong phòng của tôi. Ai cho phép cô vô phòng riêng của tôi chứ? Cô làm ơn cô đứa nhỏ đi. Thì tôi cho cô vô đây đưa đồ tôi được không? Còn cô nữa, sao giờ này mới về? À, lúc này mày đặt đi theo Huyền Chi đi tới mấy chỗ ăn chơi dớ dẫn chứ gì? Anh nghĩ là anh có quyền hỏi tôi câu đó đó hả? Đúng là lúc nào cô cũng cố tình để cho ba mẹ tôi nghi ngờ lo lắng mà. Đúng rồi, tôi cố tình đó.
Tôi cố tình ăn, cố tình nói, cố tình đi để tránh mặt ánh dao. Anh thấy tôi đóng kịch có giỏi không? Tôi nghĩ là anh phải cảm ơn tôi chứ. Vậy tôi sao? Tôi có phải đóng kịch vậy? Cô làm ơn nhận dạy giùm tôi cái. Quốc An, sao anh không xuống đất mà nằm? Anh nói tối nay anh ngủ dưới đất mà. Ừ, thì tôi có nói vậy. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại. Cây ngay không sợ chết đứng đâu ha. Mình hết tình cảm với nhau rồi. Xin lỗi. Ôm nhau cũng giống như ôm khúc cây thôi à. Rồi tôi nằm dưới đất lỡ sáng, ba mẹ tôi vô nhìn thấy sinh nghi rồi sao? Không được ngủ chung với chị già nha. Ừ. Sống lên giường nằm ngủ đi. Không ai làm gì cô đâu. Quốc An. Gì? Anh coi, nếu việc ở công ty không quá bận, anh thu xếp về nhà sớm để trò chuyện với ba mẹ. Đừng để ba mẹ cảm thấy cô đơn. Biết rồi. Quốc An. Gì nữa? Anh cũng nên tính lên kế hoạch đưa ba mẹ đi đâu đó nha. Mẹ thích đi thăm chùa chiền lắm đó. Biết rồi. Lan. Anh làm gì vậy? Cô làm gì cô la âm sầm vậy? Anh nói em nghe nè. Em đừng có tỏ ra biết điều nữa. Em đừng cố tìm cách bảo vệ anh. Em đừng tốt cho ba mẹ của anh quá, được không? Anh xin em đó. Nhưng mà tôi vẫn thương ông bà mà. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh chỉ sợ sau khi mình ly dị, anh sẽ phải hối hận vì đã mất em. Ngủ đi, quậy quá. Quốc An, anh với chị ta ngủ chung giường với nhau hả? Ừ. Không lẽ ngủ dưới đất? Ngủ dưới đất mà mẹ thấy bà mẹ sinh nghi rồi sao? Nhưng mà chị ta có quyến rũ anh không? Trời ơi, ngủ đi. Quốc An, anh hứa với em là anh đừng để chị ta quyến rũ anh nha. Hứa đi. Biết rồi, hứa đó, ngủ đi. Thank you.
cửa. Mở cửa. Mở cửa. Lẹ lên. Cô đi đâu? Trời ơi, ông khùng quá, phòng 37 cái bên kìa. Chị già, tôi biết thế nào chị cũng quyến rũ quốc an của tôi mà. Mai là tôi qua đây kịp đó. Cô về ngủ đi, la sùm ông bà cụ ở kế bên phòng nghe thấy thì sao? Chị muốn gặp gỡ ai đó là quyền của chị. Thiệt là tội nghiệp cho chị, nhưng mà đây là quốc an của tôi. Chị không được quyến rũ anh ấy. Tôi cấm chị. Thôi mà anh Giao. Em nghe là cái gì vậy? Anh Giao, cô đi ra đi. Đây là phòng riêng của tôi mà. Anh Giao, em về phòng bên kia ngủ đi. Ngoan đi, anh đang nghĩ em đó anh Giao. Thôi mà, anh thương nhiều mà nghe. Nè, cô đi đâu vậy? Theo anh tôi có thể ngủ với cái đống thịt này à? Nhưng mà khuya rồi, cô đi đâu? Khoan đã, lỡ rồi sáng dậy ba mẹ tôi không thấy cô rồi, mà mẹ tôi hỏi thì sao? Anh yên tâm đi, tôi sẽ trở về trước khi ba mẹ anh thức dậy. Trời ơi, Ngọc Lan! Ngọc Lan! Yeah! Gì? Thì ra là cậu mời hai đứa chúng tôi tới đây để dớ dẫn. Chồng tôi đi công tác cả tháng rồi, chưa kịp về sơ muối gì đâu mà mò ra đây với hai người đó. Thì đúng là anh em muốn mời chị Cục Lan thiệt, nhưng mà anh biết chắc là chị Cục Lan sẽ không đi đâu, cho nên mới nhờ chị Hiền Chi nè. Chết cha. Chết cái gì? Anh của em bị tai nạn. Anh Dương Thịnh bị tai nạn? Hồi nào? Ở đâu? Anh có bị làm sao không? Hả? Em cũng không biết nữa. Anh chỉ nhắn tin là anh tới không được thôi. Cậu có phải là con người không vậy? Anh bị tai nạn mà ngồi tỉnh bơ như vậy đó hả? Cái này có chuyện lớn nha. Một người đàn ông từng trải đi theo xe một người phụ nữ. Và người đàn ông đó không phải người yêu cậu, mà là anh thằng kia. Mà cậu lo sốt sắng ra mặt gì à? Có chuyện lớn rồi nha, giấu tôi nha. Alo, mẹ hả mẹ? Trời ơi, con hả? Con vẫn đang làm việc à? Dạ, con đang ngủ. Mẹ, sao mẹ gọi con khuya vậy? Nhà có chuyện gì hả mẹ? À không, nhà mình không có chuyện gì hết con à. Nhưng mà tại vì mẹ vừa nằm mơ thấy một giấc mơ xấu. Mẹ nằm mơ thấy gì vậy mẹ? Mẹ mơ thấy con đang ở một chỗ tối đen. Con đang đứng một mình. Sao mẹ nằm mơ gì kỳ cục quá vậy? Thiệt mà.
Mẹ kêu con rác cả cổ, nhưng mà con không trả lời. Tỉnh dậy, mẹ phải gọi cho con, mẹ mới yên tâm. Mẹ ơi, đó chỉ là giấc mơ thôi, chứ con đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường đây mà. Vậy thì mẹ mừng lắm. Mẹ nằm mơ kỳ cục quá. Nhưng mà chưa khi nào mẹ nằm mơ thấy rõ ràng như vậy. Mẹ có khỏe không? Đăng Khoa có khỏe không? Đăng Khoa nó đang tìm việc con à. Mẹ cũng nhận nấu cơm cho một nhà máy ở gần chỗ mình. Ồ, vậy cũng hay đó. Ủa, sao con lại nói hay? Trước giờ con có bao giờ đồng ý cho mẹ đi làm đâu. Dạ, tại con nghĩ mẹ làm nhẹ nhàng cũng được mà. Ngọc Lan à, con có thật sự là công việc ổn không? Sao mẹ thấy không yên tâm về con chút nào hết? Hôm đám tang của ba, mẹ thấy con ốm yếu xanh xao lắm. Mẹ, con vẫn khỏe mà. Dạo này con còn lên ký nữa, mà lại được công ty cho lên lương. Vậy hả? Con à, con lúc nào cũng kể cho mẹ nghe toàn những chuyện vui, mà không bao giờ kể cho mẹ nghe những chuyện buồn hết. Tại đơn giản con đâu có chuyện gì buồn đâu. Đúng là quốc an vẫn tốt hả? Con à, con nói với nó, mấy con gà mái mẹ nuôi đẻ nhiều trứng lắm. Lần sau hai đứa về, mẹ sẽ làm món thịt kho tàu với trứng gà cho nó ăn. Dạ, con sẽ nói lại với quốc an. Mẹ đừng có lo, con với quốc an vẫn bình thường mà. Tụi con sẽ về thăm mẹ. Mẹ yên tâm mà đi vô ngủ lại đi. Con gửi lời thăm Đăng Khoa nha mẹ. À, con chào mẹ. Anh nhìn gì vậy? Tôi nhìn cái gì tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn là tôi không nhìn cô. Mà sao cô ở đây? Câu đó tôi hỏi anh mới đúng đó. Tại sao anh lại ở đây? Tôi nghe Dương Thái nói cô giận tôi bỏ về. Tôi cảm thấy ân hận một chút vì đã đồ quá trớn. Tại sao anh lại gạt chúng tôi? Tôi đâu gạt ai đâu. Đó chỉ là một phép thử thôi. Anh đi đi, anh có biết là tôi ngán anh tới tận cổ không? Úi, đừng có la lớn. Hàng xóm người ta nghe được, người ta sẽ cười cô đó. Tôi biết là cô ớn tôi tới tận cổ, cho nên tôi phải lết xác đến tận đây vào giờ này nè. Nhưng mà tôi không có gọi anh tới đây. Đúng rồi, cô không có gọi tôi đến đây. Nhưng tôi cảm thấy tôi có lỗi, cho nên tôi mới đến thôi. Thật sự, nếu biết nhà cô có người ở dưới quê lên chơi thì tôi đã không làm vậy rồi. Sao anh biết? Minh Tâm nói cho tôi biết. Mà sao giờ này cô còn ngồi ở đây? Sao chưa ngủ nữa? Chỗ của tôi đã bị người mới của chồng cũ chiếm mất rồi. Sao cô không đi thuê khách sạn mà ở? Thật sự ra hồi nãy khi ra khỏi nhà, tôi quên mang theo bóp tiền rồi giấy tờ nữa, chỉ kịp cầm theo cái điện thoại thôi. Tôi cũng định gọi cho đứa bạn gái thân, nhưng mà sực nhớ ra là hôm nay chồng nó đi công tác xa vừa về. Ngọc Lan, sao cô không thuê nhà riêng để mà ở, cho tự do và thoải mái? Chứ tôi thấy cô ở như vậy thì còn tâm trí đâu mà làm việc. Cảm ơn anh, nhưng vấn đề của tôi là
Ba mẹ chồng của tôi chưa biết chuyện chúng tôi đã ly dị, cho nên tạm thời tụi tôi vẫn phải ở chung với nhau. Ba mẹ chồng tôi ở dưới quê lên chơi, đang ngủ ở trển. Mà tôi thương ba mẹ chồng tôi lắm, ông bà cụ rất tốt. Tôi lo cho sức khỏe của hai người. Cô đúng là một con dâu tốt, ly dị rồi mà vẫn còn nói tốt cho ba mẹ chồng. Chuyện nào ra chuyện đó chứ anh. Ai làm ơn cho tôi thì tôi cảm ơn, còn mà ai phá tôi á, tôi thù. Bây giờ cô có lên nhà không? Không có được. Đi ra đi vô rồi đóng cửa mở cửa, ba má chồng tôi thức giấc thì sao? Vậy thì cô tính sao? Bây giờ là 12 giờ. Tôi sẽ ngồi ở đây cho tới sáng. Đằng nào thì 5 giờ sáng tôi cũng phải trở lên đó để chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà cụ. Cô không chịu ra khách sạn, lại không muốn lên nhà, nhưng ngồi ở đây thì không có tiện chút nào. Người quen thấy sẽ bêu ríu, người lạ mà thấy cứ tưởng cô là đạo chích đó. Anh thôi đi nha, anh quá đáng lắm á. Thôi được rồi, tôi không có đùa nữa. Vậy thì tôi sẽ ngồi ở đây cho tới sáng. Tôi không cần. Đương nhiên cô có quyền không cần, bởi vì tôi đâu có nói tôi ngồi ở đây với cô đâu. Tôi chỉ nói là tôi ngồi ở đây tới sáng. Vô duyên. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em play cool mà đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai xa lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Ai bánh giò đây? Bánh giò đây, mua bánh giò đi anh chị ơi. Bánh giò hạnh phúc nào. Ai bánh giò đây? Trứng gai giò đây. Thank you.
ba mẹ. Con xuống dưới đường mua bánh mì cho ba mẹ ăn sáng nè. Ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Ba mẹ định đi đâu vậy? Mà sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì vậy mẹ? Cái thằng khốn nạn Quốc An đó, nó muốn đuổi ba mẹ ra khỏi nhà này mà. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Tại sao con lại giấu ba mẹ những chuyện tài đình như vậy chứ? Tại sao con phải chịu đựng một mình con vậy? Ngọc Lan nè, gia đình họ Nguyễn này có lỗi với con mà. Ba mẹ không còn mặt mũi nào ở trong căn nhà này nữa. Đúng Ngọc Lan, chuyện xảy ra như vậy, đáng lẽ ra con phải nói cho ba mẹ biết, để ba mẹ dạy dỗ thằng con bất hiếu của ba mẹ. Lần này con ấm ức một mình, chịu đựng một mình, lại còn chấp nhận như tụi nó sống chung với nhau. Ngọc Lan, bầu trái tim của con không đau hả? Con xin lỗi, nhưng chuyện chia tay của tụi con không phải do lỗi riêng của Quốc An, mà vì tụi con không còn duyên nợ nữa. Con lúc nào cũng binh vực nó hết trơn á. Không phải vậy đâu mẹ. Lan, bà biết tính con hiền hậu, nhẫn nhục, nhưng có những chuyện không phải lúc nào cũng nhẫn nhục được con. Tụi con thật sự không hợp nhau đâu ba mẹ. Mà đã không hợp nhau thì không thể nào gượng ép được. Con với Quốc An đã bàn tính với nhau là sẽ giấu ba mẹ chuyện này, cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của ba mẹ. Đợi đến một thời điểm thích hợp thì tụi con sẽ lựa lời thưa chuyện sau. Con nghĩ cho ba mẹ mà sao con không nghĩ tới bản thân con? Con đàn bà hống hách đó, nó muốn vô đây thì con phải đuổi nó ra khỏi nhà. Tại sao con không đuổi nó rồi con ôm cái cục tức ra một mình con vậy? Con làm vậy rồi ba mẹ còn mặt mũi nào nhìn mặt con nữa? Ngọc Lan, con có biết là mẹ thương con như là thương con gái ruột không? Tại sao con không nói với mẹ? Con có điều gì ấm ức sao con không chia sẻ với mẹ? Mẹ à, nếu như ba mẹ không chê thì xin hãy nhận con là con nuôi của ba mẹ. Còn về Quốc An, bây giờ anh ấy có thương ai, có thích ai với con không quan trọng nữa. Ba mẹ đừng giận, tụi con đã trưởng thành rồi, con biết thế nào là hạnh phúc. Mọi vết thương rồi cũng sẽ qua. Thật ra khi con đàn bà đó bước chân vô căn nhà này là mẹ đã phát hiện ra rồi. Nó xuất cái mùi dầu thơm y như là cái mùi mà mẹ tới đây mẹ nghe thấy. Rồi trong xe hơi của thằng Quốc An nữa, con còn nói dối là nước xịt phòng. Tại sao con lại che giấu cho tụi nó? Con có lỗi gì mà con cần gì con phải che giấu cho tụi nó? Con xin lỗi vì đã giấu mẹ. Ba mẹ đã nghi ngờ lắm rồi, nhưng mà đêm qua mọi chuyện mới dở lỡ ra. Con còn cố tình mở kinh Phật cho ba mẹ nghe, để cho ba mẹ khỏi nghe những tiếng động khác. Sao vậy con? Tại sao con phải chịu đựng như vậy? Hả? Linh cảm của mẹ, mẹ biết cái điều đó. Tại sao con nói dối mẹ? Con không thương mẹ sao con? Con xin lỗi mẹ, nhưng khi người ta đã chấp nhận nói dối chuyện lớn thì đành phải nói dối luôn những chuyện nhỏ khác. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con. Cho dù thế nào đi nữa thì cái con quỷ cái đó cũng không thể về làm dâu trong gia đình này được. Đối với ba mẹ, chỉ có con là con dâu duy nhất thôi. Con đừng có chịu thua thiệt nữa. Con phải giành lại thằng chồng của con. Con phải giành lại nó, con hứa với mẹ đi. Con hứa với mẹ đi.
Sao con không chịu hứa? Dạ, tôi định bưng đồ ăn lên phòng cho cô nè. Con cảm ơn dì, nhưng mà con không muốn ăn ở đây. Dạ, cô à, dạo này tôi thấy cô uống bia nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ, con biết rồi. Ngọc Lan nè, mẹ chấp nhận sự thật đau đớn này. Nhưng nếu con còn thương mẹ, mẹ xin con hứa với mẹ một điều thôi. Mẹ, sao mẹ lại dùng chữ xin? Lúc nào con cũng yêu quý ba mẹ như là ba mẹ ruột của con vậy. Mẹ nói đi, nếu có bất cứ điều gì con làm được, con đều làm mà. Mẹ xin con, nếu như có một ngày mà mẹ tin là sẽ có ngày đó, cái ngày mà thằng Quốc An nó hối hận, nó xin con tha thứ cho nó, quay về với nó, thì nếu con còn thương ba mẹ, con hãy chấp nhận nha con. Con xin lỗi mẹ. Con không thể hứa điều đó được. Tình cảm của con với Quốc An giống như một ly nước đã đổ ra vậy. Mà nước đã đổ rồi thì khó hôn lại. Con ơi, như còn tương lai thì sao hả con? Con người ta thì cũng có lúc sai lầm. Mẹ nghĩ là con tạo cho nó một cơ hội được không con? Mẹ ơi con, con cũng không biết nữa. Trước mắt bây giờ con cũng không nghĩ gì hết. Ngọc Lan, mẹ thương con, mẹ đau đớn biết chừng nào. Thôi ba mẹ về mạnh khỏe, tàu sắp chạy rồi kìa. Tàu tới rồi. Thôi con giữ gìn sức khỏe nha. Ba mẹ về nghe con. Tội nghiệp ông bà cụ quá. Thật ra lúc đầu mình cũng định nói với ba mẹ của Quốc An là mình không có chịu nhịn nhục và chịu đựng Quốc An như vậy đâu. Mình cũng muốn rắp tâm trả thù Quốc An lắm, để sau này đừng có trách. Nhưng mà mình làm không có được. Sao vậy? Sao bồ nghĩ mà bồ không làm? Mình không nỡ làm tổn thương người phụ nữ mà mình rất yêu thương và quý trọng như là mẹ ruột của mình vậy. Chắc là ông bà đau đớn lắm. Mình nhận ra sự đau đớn và bất lực của họ khi họ lấy căn nhà ra để bù đắp, rằng căn nhà đó sẽ thuộc về mình. Nhưng mà họ không biết rằng là một khi tình yêu không còn nữa thì vật chất cũng không còn ý nghĩa gì. Thì là tội nghiệp cho người lớn. Tình yêu của họ thật trong sáng và đơn giản. Ảnh ăn mặc nghiêm túc còn chị á ha.
Mày đặt vô một nút hả? Thối tha, đồ vô bẩn. Anh vào thôi đi em. Thôi cái gì mà thôi? Dâm đạn thối tha thì gọi là dâm đạn thối tha. Chuyện gì mà phải sợ? Còn có sao không? Có sao không? Dân tay có sao không? Bị cái gì? Hả? Dạ anh vào. Sao? Mụ giết anh vào hả? Hay là Quốc An? Quốc An, mình... Có chuyện gì? Bình tĩnh nói cho mình nghe, có chuyện gì? Mình giết... Giết ai? Khổ quá, giết ai? Chị tới đây làm gì vậy? Tới đây để nói cho mày biết, nếu mày muốn ăn dạ thì làm ơn lết cái xác đến cửa hàng bán thuốc phá thai mạng dạ. Đừng có bày âm mưu mà hành hạ Ngọc Lan nghe chưa? Chị không thấy tôi là... Tại tôi đang nằm trong bệnh viện hả? Tôi sao mà không thấy? Đáng lý ra tao phải đập cho mày vô nằm đây. Nhưng mày nằm đây rồi, tao khỏi đánh cho bẩn tay nghe chưa?